mà vào trong nhà tăng lễ thì tức là chưa gần sát đến chân dung của bác thì các bác đã thấy là rất xúc động rồi. Mà hầu như 100%, kể cả nam nữ trẻ già là quanh đều xúc động, đều phải rơi nước mắt. Thế thì thế mới biết được là cái tình cảm của bác đối với đồng bào Việt Nam là rất trân trọng. Nhiều người chờ ở nhà hát lớn để tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đứng đợi trước nhà hát lớn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nhiều người hy vọng có thể đưa tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong những đoạn đường cuối cùng. Trưa ngày 26 tháng 7, nhiều người đội nắng đến khu vực nhà hát lớn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để đợi đoàn xe đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Một số người dân cho biết, sau khi vào viếng Tổng Bí thư ở nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tranh thủ ra khu vực này chờ sẵn để tiễn biệt ông lần cuối. Trong số đông này, có người ở từ các tỉnh thành xa xôi đi từ ngày hôm trước với mong muốn được đưa tiễn Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng. Được biết linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được di chuyển qua nhiều tuyến phố Hà Nội để về nghĩa trang Mai Dịch. Phải chuẩn bị các loại xe để chẳng may dân mà nhiều người mệt chứ.
không chịu được. Quay ra đấy phải có người nắng quá. Giờ 46 phút, đại sa chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu lăn bánh, rời nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông trong niềm tiếc thương vô hạn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia quyến đồng chí Tổng Bí thư cùng đông đảo đại biểu, nhân dân chậm rãi bước sau xe tang, bày tỏ niềm xúc động tiễn biệt đồng chí Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Người đảng viên Cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới. Thank you.
không đủ kệ nữa. Thank you.